Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Vietnam Mask. Mình là Đăng Hiếu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một người đồ uống có một màu sắc rất là bắt mắt và được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đó là soda Blue Ocean. Và nguyên liệu để làm cho ly đồ uống này sẽ gồm có chanh, Sprite, syrup vải và syrup Blue Curaçao. Nguyên liệu đầu tiên là mình sẽ cho 10 syrup Blue Curaçao. Mười lăm syrup vải của Da Vinci. Cho mọi người sẽ đổ vào trong ly đồ uống mình nhé. Sau đó là mình sẽ cho đá vào nửa ly đồ uống. Rồi bây giờ mình sẽ cho một vài lá nhánh lá bạc hà bên trong và thêm một vài lá chanh nữa mọi người ạ. Sau đó mọi người sẽ cho đá vào đầy cốc nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ top up Sprite hoặc soda. Và cuối cùng chúng ta sẽ deco thêm một lát cam vàng và một nhánh lá bạc hà lên trên ly đồ uống mọi người nhé. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong ly đồ uống soda Blue Ocean. Và mọi người nhớ khuấy đều ly đồ uống lên trước khi sử dụng mọi người nhé. Chúc mọi người thành công với ly đồ uống này. Xin chào và hẹn gặp lại.